này nha. Còn đây là đường cát. Bây giờ mình sẽ chặt những cái dừa này ra, mình sẽ đổ nước vào trong đây để mình lường. Hướng dẫn đó thì một bịch rau câu này đổ với 2 lít nước, nhưng mà mình nghĩ là đổ khoảng chừng 1,5 lít nước cho nó cứng. Các bạn đổ 2 lít nước đó, nó mềm lắm. Rồi mình sẽ chặt dừa, mình đổ vô đây trước đi rồi mình sẽ lường vào trong cái nồi nha. Đây là dừa xiêm xanh nha các bạn. À, 400 ml, lượng khoảng 4 chai là vừa. Này mới có một lít thôi nha các bạn. Rồi, một lít hai là để mình chặt nước dừa nha các bạn. Giờ mình sẽ nêm trước coi nước dừa nó có ngọt không. Nước dừa ngọt rồi nên mình bỏ ít đường thôi. Bây giờ mình sẽ hòa tan cái bịch rau câu này vào trong cái nước dừa này. Người ta hướng dẫn là hòa tan cho một rau câu với 2 lít nước, cho mình làm 1,5 lít thôi nha. Rồi. Mình sẽ hòa tan cái bột rau câu này vào trong đây. Rồi, nước dừa nó đã ngọt rồi nên mình sẽ cho ít đường cát thôi các bạn. Mình cho khoảng 1 lạng đường cát thôi nha. Rồi mình sẽ hòa tan cái này rồi nó để một lát khoảng chừng nửa tiếng sau hòa tan thì mình sẽ bắt lên bếp mình nấu nha các bạn. Rồi, để cái này qua một bên nha. Còn bây giờ mình sẽ lấy những cái trái dừa này ra.
mình sẽ lấy những cái nhiều ra mình bỏ vào đây. Nếu mà còn khi mà rau câu nó rừng đặc đó thì mình sẽ bỏ vào cho trong cái rau câu rất là ngon nha các bạn. Rồi, rau câu với đường giờ nó cũng tan rồi, bây giờ mình bỏ lên bếp mình quậy rau câu nha các bạn. Bỏ lửa lên. Quậy rau câu nha. Đây là cái cá dừa để hồi mình bỏ vào trong rau câu, nhưng mà rau câu nó sắp đặt rồi mình bỏ vào trong rau câu nha. Cá dừa thôi. Mình sẽ đổ rau câu vào, mình không có khuôn mình sẽ đổ rau câu vào trong những cái chén như thế này nha. Mình sẽ để nhỏ nhỏ lửa nha các bạn, nó tan từ từ. Rồi, nó sôi luôn rồi nè các bạn. Mình khuấy cho nó tan hết cái rau câu ra. Là nó đã nó vừa rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho rau câu vào chén này nha. Sẽ đổ rau câu vào trong các chén nha các bạn. Mình để lửa nhỏ nhỏ cho rau câu nó sôi thôi, đừng có tắt lửa. Tắt lửa thì nó sẽ không đủ chén nha, mình lấy thêm nha các bạn.
khoảng chén cuối cùng không có cái dừa nha các bạn. Đây, nhỏ nhỏ. Rồi, mình đã đổ xong cái rau câu dừa, giờ mình quay cho các bạn coi nha. Giờ nó còn nóng, nó chưa đặc nha các bạn. Ừ, được như đây đây. Để hồi mình nguội thì mình sẽ review coi ăn coi nó ngon không nha các bạn. Đây. Rồi, giờ cho chút mình sẽ để nó nguội, nó đặc lại, mình sẽ dùng thử nha các bạn. Rồi, rau câu nó lạnh rồi nha các bạn.